Chào các bạn, rất vui mừng là được gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh Đầu tư 6.0 của tôi. Và trong hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người một cái mạng xã hội mới ở Việt Nam có thể giúp chúng ta kiếm được 200.000 trên một ngày là chuyện bình thường. Thì đây là một cái dự án mạng xã hội cực kỳ là mới. Mạng xã hội này có tên là VietSmile. Không chỉ là một cái mạng xã hội để chia sẻ thông tin và kiến thức mà chúng còn cung cấp nhiều cái nền tảng kinh doanh trực tuyến rất là hữu hiệu, như là kiểm soát đồ dùng trong gia đình như một thư viện trực tuyến, hay là tận dụng các cái đồ dùng thiết bị cho thuê hoặc là mua bán trao đổi, hỗ trợ tối ưu gấp 300% cho các cái startup để tăng cái lượng khách hàng, cung cấp các cái giải pháp thanh toán không tiền mặt hữu hiệu nhất, giải pháp quản lý thói quen của khách hàng đơn giản và tiết kiệm nhất. Và đặc biệt, mạng xã hội VietSmile này đã tích hợp thêm cái tính năng kiếm tiền miễn phí cho người dùng. Để chúng ta thấy, khi mà chúng ta đăng ký sử dụng cái tài khoản VietSmile này thì chúng ta sẽ được 2 VSC, tức là mỗi VSC thì tương đương với 1.000 đồng. 2 VSC là chúng ta đăng ký chúng ta sẽ được là 2.000 đồng. Và khi mà chúng ta dùng cái mạng xã hội này rồi chúng ta đi chia sẻ cho người khác, thì khi người khác đăng ký mạng xã hội này thì bạn sẽ được là 3 VSC tương đương với 3.000 đồng. Và cái VSC này có thể sử dụng để quy đổi hàng hóa trên hệ thống toàn quốc. Và chúng ta cũng có thể là rút về tài khoản ngân hàng Vietcombank của chúng ta. Hệ thống kinh doanh đang được hưởng hoa hồng là 10% ở F1, 7% ở F2, 5% F3, 4% F4, 3% F5, 2% F6 và 1% là từ F7 cho đến F10. Và hưởng 40% phí thanh toán của chủ shop được giới thiệu trọn đời, phí thuê và cho thuê sản phẩm. Rồi hệ thống, khi mà hệ thống có 20 F1 trực tiếp cộng 200 ID thì chúng ta sẽ được hưởng thêm 0,5% hoa hồng hệ thống đến tầng SN. Và hệ thống có 30 F1 trực tiếp cộng 1.500 ID thì được hưởng thêm là 1% hoa hồng hệ thống đến tầng SN. Đấy. Và hệ thống có 50 F1 trực tiếp cộng với 1.500 ID được thưởng xe ô tô Vios trị giá là 540 triệu. Đây là một cái mạng xã hội rất mới và đã được tích hợp thêm cái tính năng kiếm tiền cho người dùng rất là hay. Cho nên là hiện tại cũng đang có nhiều người tham gia chương trình này và đã nhiều người rút được tiền về tài khoản rồi. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản này và kiếm tiền với cái mạng xã hội này. Thì trước hết, để đăng ký được cái mạng xã hội này thì bây giờ chúng ta sẽ xuống cái link dưới phần mô tả, click vào cái link dưới phần mô tả đây. Đây là link trang chủ của VietSmile. Khi cài đặt thì chúng ta sẽ nhập một cái mã 16148389 thì chúng ta sẽ được là 2 VSC. Và chúng ta phải nhập thì chúng ta mới được tiền, còn không thì chúng ta sẽ là không được tiền từ cái mạng xã hội này. Đấy, bắt buộc là phải nhập cái mã này nhá, khi chúng ta cài đặt chúng ta lưu ý là phải như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ click vào cái link này để chúng ta đi đăng ký một cái tài khoản trên mạng xã hội VietSmile này. Đây các bạn, là chúng ta chú ý là khi chúng ta đăng ký, click vào cái link dưới phần mô tả thì sẽ dẫn chúng ta đến một cái trang chủ của VietSmile là tương tự như thế này. Ở dưới này thì có hai phần là Google Play và App Store. Thì các bạn có thể tùy thuộc vào cái hệ điều hành trên điện thoại của mình để chúng ta tải về. Hoặc là chúng ta có thể lên Google Play ở trên, hoặc là chúng ta có thể lên ngay cái ứng dụng CH Play ở trên điện thoại của chúng ta để chúng ta click vào đây. Giờ chúng ta gõ cái từ là VietSmile vào đây thì chúng ta thấy hiện lên ở cái dòng đầu tiên đây, cái ứng dụng mạng xã hội VietSmile. Chúng ta bấm vào đây và bấm vào phần cài đặt này để chúng ta cài đặt. Cái việc cài đặt cũng rất là đơn giản, đăng ký rất là nhanh. Và sau khi mà ta đã cài đặt thành công như thế này rồi nhá, thì ta sẽ bấm vào cái phần Open ở đây để đăng ký một cái tài khoản trên cái mạng xã hội này. Hiện tại thì ta chưa có tài khoản nên ta sẽ bấm vào cái phần đăng ký ở chỗ này.
Giờ chúng ta xem này. Trước hết là chúng ta điền cái số điện thoại của ta vào. Mật khẩu bất kỳ nha. Rồi. Bây giờ tiếp theo là chúng ta điền cái số điện thoại giới thiệu. Thì cái số điện thoại giới thiệu đây là điền cái số rồi của tôi vào nha, bắt buộc phải điền vào thì các bạn mới là chúng ta mới có được cái điểm VSC. Để điền cái số điện thoại của tôi vào là đấy, nhớ là cái số đây 916148389, bắt buộc là phải điền vào thì chúng ta mới được điểm, mà không là chúng ta sẽ không được điểm, mà sẽ là không được, cũng không nó có thể kiếm tiền được từ cái mạng xã hội này. Sau khi điền xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào đăng ký. Và ở đây người ta sẽ gửi cho các bạn một cái mã OTP vào cái số điện thoại của chúng ta, thì chúng ta sẽ là nhập cái mã OTP này vào. Đấy, có rồi. 737 này. Đấy, chúng ta nhập vào này. 737 916 xác nhận. Đấy, như thế là ta đã đăng ký thành công xong một cái tài khoản. Và chúng ta nhìn trên màn hình thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm VSC ở đây là chúng ta có 2 điểm đây, là tương đương với là chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ được 2.000. Các bạn đi chia sẻ cho người khác thì các bạn sẽ được 3.000. Thì nếu một trong vòng một ngày các bạn mà chia sẻ cái mạng xã hội này đến được nhiều người dùng thì các bạn kiếm được nhiều tiền. Đấy, cái công việc của chúng ta rất là đơn giản. Ở trong này khi mà có tiền thì chúng ta có thể là rút tiền vào mục rút tiền ở đây. Rút tiền thì chỉ hỗ trợ Vietcombank, chúng ta có thể là chuyển tiền về cái tài khoản Vietcombank của chúng ta. Hiện tại chúng ta là người dùng nên chúng ta chỉ việc có mỗi cái nhiệm vụ là như đi giới thiệu để chúng ta kiếm tiền đã. Thì đây là một cái mạng xã hội rất là mới ở Việt Nam. Các bước để đăng ký rất là đơn giản, chỉ có 3 bước mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn. Đấy, và cái công việc của chúng ta là chúng ta sẽ đi kiếm tiền. Ok, như thế là tôi đã hướng dẫn các bạn đăng ký thành công một cái tài khoản trên mạng xã hội Việt.my. Chúc các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền từ cái mạng xã hội này. Và trong cái quá trình cài đặt và kiếm tiền thì nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn có thể là để lại bình luận bên dưới video của tôi nhé. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta giải quyết các cái thắc mắc, các cái băn khoăn này và giúp bạn kiếm được tiền từ cái mạng xã hội này. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung chia sẻ tiếp theo của tôi ở video ngày hôm sau. Xin chào.